Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và ngày hôm nay mình sẽ có một chủ đề rất là hay hò dành cho các bạn. Đấy chính là những kinh nghiệm sử dụng laptop chơi game. Bởi vì mình thấy laptop chơi game đang là một xu thế khi mà các bạn 99 hay là các bạn vừa mới thi tốt nghiệp với cả thi đại học xong, đang muốn mua cho mình một chiếc laptop mới để phục vụ công việc này, phục vụ những cái công việc nặng như là đồ họa rồi chơi game nặng chẳng hạn. Thì các bạn đang mua rất nhiều laptop chơi game mà lại không có những kinh nghiệm cần thiết để sử dụng nó một cách bền hơn và hiệu quả hơn. Và vì thế ngày hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn những kinh nghiệm rất đơn giản để các bạn có thể sử dụng tốt hơn chiếc laptop chơi game của mình. Kinh nghiệm đầu tiên đó chính là để laptop ở trên bề mặt cứng. Lý do tại sao chúng ta phải làm như thế? Mình đang có ở đây một chiếc laptop, các bạn có thể nhìn thấy mặc dù thiết kế nó không phải laptop chơi game, các laptop chơi game thường có quạt tản nhiệt ở đằng sau hai bên, nhưng nó cũng luôn có một cái khe hở ở bên dưới để các bạn tỏa thêm nhiệt lượng ở dưới này. Các ống đồng sẽ chạy và tỏa nhiệt lượng xuống bên dưới. Vì thế nếu mà các bạn để ở trên các bề mặt mềm hay như là bề mặt vải chẳng hạn, thì những cái khe hở ở bên dưới máy này nó sẽ bị bít lại và nó sẽ khiến cho cái nhiệt độ ở phía dưới thân máy này nó tăng lên một cách rất cao, và nó khiến cho máy nó bị giật lag bởi vì do quá nóng. Và thậm chí là có một số máy là con chip sẽ tự động giảm tốc độ lại, khiến cho các bạn không có được trải nghiệm tốt nhất. Vì thế kinh nghiệm đầu tiên khi sử dụng laptop chơi game đó chính là để laptop chơi game của bạn ở trên bề mặt cứng. Ví dụ như cái mặt bàn này chẳng hạn, thì ở trên bề mặt cứng này thì với cái độ cao của các cái chân đế laptop, laptop của bạn sẽ có một độ cao nhất định so với mặt bàn, và nó có thể tỏa nhiệt tốt hơn, nhiệt lượng nó sẽ tỏa xuống mặt bàn và nó tản ra xung quanh, như vậy là đỡ nóng cho máy. Thậm chí là các bạn có thể mua thêm một chiếc tản nhiệt nhỏ ở bên dưới cắm USB vào để cho nhiệt lượng có thể tỏa ra nhiều hơn và chiếc máy nó nguội hơn, giúp cho máy của bạn bền hơn là chắc rồi. Kinh nghiệm số 2 đó chính là luôn luôn cắm dây vào laptop của bạn. Cái dây sạc này đó, laptop mặc dù có pin nhưng mà những cái chiếc pin này thiết kế chỉ là để cho máy có khả năng hoạt động theo một cách bình thường mà thôi. Còn khi mà bạn chơi game hay là bạn làm những cái thiết kế đồ họa chẳng hạn, sử dụng những cái phần mềm nặng, thì máy sẽ cần nguồn điện từ cái dây sạc này, chứ không thể nào mà nguồn điện ở pin có thể cung cấp được. Rất nhiều người không cắm sạc mà chơi game nặng rồi dẫn đến tình trạng giật lag rồi lại đổ tại máy không tải được game. Nhưng thực ra là không phải đâu. Đó là bởi vì các bạn đang sử dụng nguồn điện của pin thì nó sẽ không đủ nguồn để cho máy tính của bạn có thể hoạt động ở công suất tối đa. Vì thế hãy luôn luôn cắm sạc chiếc laptop chơi game của mình để có được hiệu năng cao nhất. Một bổ sung nhỏ cho cái kinh nghiệm thứ hai này, đấy chính là với những chiếc laptop nào mà có thể tháo được pin ra ấy, thì các bạn đừng nên tháo pin. Nghe mình đi, ngày xưa mình cũng rất hay là khi cắm sạc thì tháo pin ra cho đỡ chai pin chẳng hạn. Nhưng khi mà tòa nhà mất điện một cái là laptop của bạn ngay lập tức sập luôn, bởi vì đâu có pin đâu. Và những cái lần sập vì mất điện như thế thì nó sẽ khiến cho máy tính của bạn càng ngày nó càng trở nên nguy hiểm hơn, ý là càng ngày nó trở nên dễ hỏng hơn ấy. Đó, vì thế các bạn hãy luôn luôn cắm sạc, bởi vì pin chai thì có thể thay được, chứ còn nếu mà nó bị sập điện rồi bo mạch chủ bị hỏng thì lúc đấy các bạn sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Vì thế tốt nhất là không nên tháo pin ra. Có một kinh nghiệm cuối cùng thôi, đó thực ra không phải là một kinh nghiệm sử dụng đâu, mà là cái kinh nghiệm lúc mà bạn chọn mua laptop luôn. Đó là bạn nên sử dụng ổ cứng SSD. Mặc dù các laptop có thể loại ổ cứng SSD này nó giá đắt hơn so với các laptop chỉ sử dụng ổ cứng HDD bình thường, nhưng ổ SSD sẽ cho các bạn tốc độ load nhanh hơn, ổ bền hơn và ít bị lỗi hơn là ổ cứng thông thường. Vì vậy chắc chắn với tốc độ load rất là cao của ổ cứng SSD thì chắc chắn bạn sẽ chạy win nhanh hơn này, mở máy nhanh hơn này. Khi là bạn copy game vào ổ cứng SSD ấy, thì game sẽ load nhanh hơn, chạy mượt mà hơn. Khi mà bạn sử dụng các phần mềm nặng ở trên ổ SSD thì sẽ load tốt hơn, chạy nhanh hơn. Đó chính là tất cả lợi ích mà ổ SSD mang lại. Nếu bạn chưa tin về những lợi ích của ổ SSD thì các bạn cứ thử dùng một lần xem, rồi các bạn sẽ không muốn quay trở lại ổ HDD một lần nào nữa. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là những kinh nghiệm của mình khi sử dụng laptop chơi game. Mình đã sử dụng một cái laptop chơi game 4 năm nay rồi và nó vẫn chưa có dấu hiệu già đi. Chỉ có cái là mình muốn nâng cấp nó lên để có thể chạy được các game mạnh hơn thôi. Vâng, nói vui một tí thôi. Hy vọng rằng các bạn cảm thấy những cái kinh nghiệm này có ích cho cái laptop chơi game của các bạn, và thậm chí là cái laptop bình thường cũng nên sử dụng những cái kinh nghiệm này để nó hoạt động hiệu quả hơn. Và đó chỉ là những kinh nghiệm đơn giản nhất thôi. Còn các kinh nghiệm khác liên quan đến tùy chỉnh phần mềm ở bên trong máy thì các bạn có thể tìm ở trên mạng. Bởi vì trong khuôn khổ một video clip này mà nói ra hết những cái đấy thì nó sẽ hơi dài. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Di Động để có những thông tin về công nghệ mới nhất và đặc biệt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào dịp sau.